Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục với bài giảng về số học, tiếp theo những bài tập về chia hết trong các đề thi vào lớp 10. Hôm nay ta bắt đầu với bài này. Giả sử phương trình 2x bình phương cộng 2x cộng 1 trừ b bằng 0 có nghĩa nguyên với a b là các tham số, chứng minh rằng là a bình phương trừ b bình phương cộng 2 là số nguyên và không chia cho 3. Ở đây tất nhiên là mình thấy rằng là đây là một chương trình bậc 2, bởi vậy nên một cách tự nhiên là mình cứ biểu diễn theo nghiệm thôi. Và muốn biểu diễn theo nghiệm thì ta dùng VS, về theo đúng VS ta có là x1, giả sử x1 x2 là nghiệm, x1 cộng x2 thì bằng trừ 2a trên 2 là bằng trừ a, và x1 nhân x2 thì bằng 1 trừ b trên 2. Vậy từ đây ta suy ra được là b sẽ bằng 1 trừ 2 là x1 x2, suy ra được a sẽ bằng là trừ x1 cộng x2. Thì bởi vì a b là các x1 x2 là các số nguyên, nên từ đây ta suy ra được a b cũng là các số nguyên. Vậy suy ra được a bình trừ b bình cộng 2 bình cũng là số nguyên. Vậy ta tính thử xem là a bình trừ b bình cộng 2 nó sẽ bằng cái gì. Vậy ta thấy cái thức này vào ta sẽ được là trừ bình, nên thầy bỏ cái trừ đi, phương lên trừ cho 1 trừ 2 là 1 x 2 cộng 2, cái này là x1 bình cộng 2 lần 1 x2 x2 bình trừ cho 1 trừ 4 lần 1 x2 cộng 4 lần 1 x2 tất cả bình cộng 2. Vậy ở đây mình khai triển rút gọn ra thì ta sẽ được là x1 bình cộng x2 bình trừ cộng 2 lần trừ 4 cộng 6 1 x2 trừ cho 4 lần 1 x2 tất cả bình cộng 1. Vậy ta cần chứng minh cho biểu thức A này, biểu thức này chia hết cho 3. Thì ở đây mình thấy có 6 là x1 x2 nên ta vứt bớt đi để ta biến đổi về cái này. À, chứng minh không chia cho 3, xin lỗi, trừ cho x1 x2 cả bình cộng 1, này là 6 lần x1 x2 trừ 3 lần bình hai bình. Thì ta thấy cái này chia hết cho 3 rồi, nên để chứng minh a bình trừ b bình cộng 2 bình không chia cho 3, ta cần chứng minh là x1 bình cộng x2 bình trừ x1 bình x2 bình cộng 1. Ở đây ta thấy tất cả những số này đều có dạng bình phương của một số. Ở đây mình nghĩ tới cái việc mà không chia cho 3 này, ta thấy là một cái bài toán quen thuộc là x bình đồng với 0 hoặc 1 mô đun 3 mà ta đã làm rất là quen thuộc rồi. Vậy ta có thể giả sử phản chứng hay là ta xét trường hợp cũng được. Ở đây mình thấy rằng là ta có thể xét nhiều trường hợp. Ở đây ta thấy là số dư của x1 bình với x2 bình khi chia cho 3 chỉ có thể là dư 0 hoặc 1. Giả sử mình thấy xét các trường hợp sau: nếu x1, x2 đều chia hết cho 3, x1 bình với x2 bình thì ta suy ra được là đều chia cho 3, thì ta suy ra được là x1 bình cộng x2 bình trừ x1 bình x2 bình cộng 1. Cái này chia cho 3 nhưng mà cộng 1 thì không chia cho 3. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là x1 bình đồng với 0 mod 3, trong khi x2 bình thì đồng với 1 mod 3, tức là chia 3 dư 1. Trường hợp ngược lại ta chứng minh tương tự với trường hợp thứ xứng. Vậy thì khi đó ta thấy rằng là x1 bình thì chia cho 3, do khi suy ra được là x1 bình này cộng cho x1 bình x2 bình, cái này thì chia cho 3, nhưng mà cộng cho x2 bình cộng 1 thì cái này là chia 3 dư 2, nhưng khi nó cái này là đồng dư với lại 2 mod 3.
Rồi trường hợp cuối cùng là một bình và x2 bình đều không chia cho 3, tức là đồng dư 1 mũ 3. Thì khi đó x1 bình cộng x2 bình trừ x1 bình trừ x2 bình cộng 1, cái này chỉ bao nhiêu 1, cái này chỉ bao nhiêu 1, cái này cộng 1 này thì nó cũng đồng dư lại 2 mũ 3. Thì ta thấy rằng là trong tất cả 3 trường hợp thì quy thức ta cần chứng minh đây không chia cho 3. Vậy ta có điều kiện chứng minh. Thì đây là một cái bài toán chứng minh thì chia cho 3 và liên quan tới số chín phương. Và nếu chín phương thì chia cho 3 thì dư 0 và 1. Nên là để làm người ta biết liên quan tới phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ biểu diễn theo nghiệm làm với ý tưởng này. Và ta sẽ làm việc trên nghiệm. Và nghiệm là số nguyên. Với việc nghiệm số nguyên và nghiệm là số nguyên, và cái thứ hai nữa là chia cho 3 và liên quan tới số chín phương. Chúng ta để ý là số dư của một số chín phương thì chia cho 3, và cuối cùng là ta xét trường hợp. Rồi thì tới một cái bài không khó hơn, cho xy là hai số nguyên dương và x bình cộng y bình cộng 10 chia cho xy. Câu A chứng minh rằng là xy là hai số lẻ và hỗn tốt bằng nhau. Để chứng minh xy là số lẻ thì ta có thể giả sử trước. Ta có thể giả sử là ta có là x bình cộng y bình cộng 10 chia cho xy. Thì ta có thể giả sử là có một số chẵn với vai trò như nhau. Ta có thể giả sử phản ngược lại là x chẵn. X chẵn thì ta suy ra được là x chẵn thì x y chẵn, nên là x bình cộng y bình cộng 10 ta cũng suy ra y chẵn luôn. Bởi vì x chẵn thì x y cũng chẵn, mà cái số x bình cộng y bình cộng 10 chia hết cho y nên ta suy ra y chẵn. Rồi x chẵn y chẵn thì ta suy ra được là x bình cộng y bình chia hết cộng 10 thì chia hết cho y. Y chia cho 4 nên cái này chia cho 4, mà ta thấy là x bình chia cho 4, y bình chia cho 4, nhưng mà 10 thì không chia cho 4. Cái trường hợp này là lý, tức là giả sử ngược lại là x chẵn thì một trong hai số là số chẵn thì ta sẽ ra điều vô lý. Vậy ta sẽ được là x y phải lẽ. Rồi để ta có được trường hợp thứ nhất là x y lẽ rồi ha. Rồi ý thứ hai là chứng minh đúng nguyên tố cùng nhau. Vậy thì thường để chứng minh đúng nguyên tố cùng nhau, người ta cứ đặt D là ý chung lớn nhất của X và Y. Vậy ta suy ra được là X bình cộng Y bình cộng 10 chia hết cho X Y, mà X Y thì chia hết cho D bình, mà X bình cũng chia hết cho D bình, Y bình cũng chia hết cho D bình. Nên từ đây ta suy được là 10 nó chia hết cho D bình, 10 chia hết cho D bình, mà 10 là một số tự nhiên chia hết cho một số chín phương, người ta suy ra chỉ có thể là D bằng 1 thôi. Vì ước của 10 là có 1, 2, 5, 10, có 4 ước này là số chín phương nữa, chỉ có D bằng 1. Vậy từ đây ta suy ra được xy là ý đầu tiên. Câu B này đặt ra là cái thương của cái phép chia. Ta chứng minh K chia hết cho 4 và K lớn bằng 12. Đầu tiên ta chứng minh K chia cho 4 trước. Bởi vì hồi nãy mình đã thấy là x lẻ y lẻ, thể đặt là x bằng 2k cộng 1, y là bằng 20 cộng 1. Vậy từ đây ta suy ra được là x bình cộng y bình cộng 10 sẽ bằng 4k nhân k cộng 1. Ta biến đổi ra rồi đó, 4m nhân m cộng 1
thì chia hết cho xy. Cái này chia cho y, và bởi vì xy là lẻ, suy ra xy với lại 4 sẽ là bằng nguyên tố cùng nhau. Chúng ta thấy cái này, vậy thì từ đó mình cái này là chia cho 4, nhưng mà 4 với lại xy là nguyên tố cùng nhau, vậy từ đó mình suy ra được là cái k sẽ bằng là 4 nhân cho k nhân k cộng 1, m nhân m cộng 1 cộng 3 chia cho 2k cộng 1 chia cho 2m cộng 1 ở đây. 4 là nguyên tố cùng nhau cái này rồi, cái này nó phải là một số nguyên. Nguyên thức này sẽ là số nguyên, và từ đó ta thấy là 4 nhân cho một số nguyên thì nó sẽ là chia hết cho 4. Đây, chỗ này thì có thể xin lỗi, thầy đặt x, để không nhầm thì thầy đặt x bằng n. Chỗ này là sự thông tin n. Rồi, vậy đó là chúng mình chỉ hết cho 4. Vậy thì bây giờ ý thứ hai, ý thứ hai là chúng mình nó chỉ hết cho mình lớn 12, chúng mình k lớn 12 thì một cách tự nhiên thôi, ta có thể chứng minh là cái k nó chỉ hết cho 12. Thế ta chỉ cần chứng minh k chỉ cho 3 nữa là xong. Đó. Vậy thì ta cần chứng minh k là cái thương này chỉ hết cho 3. Vậy ta cũng xét thôi, vậy chỉ cho 3 thì ta cũng xét là bởi vì x, y là nguyên tố cùng nhau rồi nên x cho y không thể cùng thời cùng chia hết cho 3. Đó, mình đã chứng minh được câu A rồi, bởi vậy nên là bây giờ mình xét nếu x chia hết cho 3 thì sao, và xét nếu hai số đều không chia cho 3. Bây giờ giả sử nếu mà x chia hết cho 3 thì ta suy ra được x, y cũng chia hết cho 3. Từ đây mình suy ra được là hiển nhiên x bình cùng y bình cộng 10 chia cho x y thì x bình cộng 10 cộng y bình cộng 10 nó cũng chia hết cho 3. Mà ta thấy x bình chia cho 3, cái này chia cho 3 nữa thì y bình, mà y bình chỉ đồng dư với 0 hoặc 1, 1, 3 thôi. Từ đây ta thấy là cái phía trên tử này là vô lý rồi, tức là x bình suy ra được là không thể chia cho 3 được. Bởi vì nếu mà y chia cho 3 thì 10 không chia cho 3, nếu mà y bình chia 3 dư 1 thì y bình cộng 10 cũng không chia cho 3. Đó. Vậy thì ta không thể có một số nào chia cho 3 hết, vậy ta thấy là x và y đều không chia cho 3. Vậy suy ra x bình cộng y bình chia 3 dư 1. Vậy suy ra được là x bình cộng y bình cộng 10 chia hết cho 3. Và mặt khác, ta thấy là do 3 là số nguyên tố cùng nhau mà x, y thì không chia cho 3, bởi vậy nên 3 với x, y là nguyên tố cùng nhau. Vậy thì x bình cộng y bình cộng 10 chia cho x, y nó sẽ bằng là 3 quy nào đó chia cho x, y. Mà 3 với x, y là bằng 1, suy ra quy nó phải chia cho x, y. Từ đó mình suy ra được là k phải chia cho 3. Vậy k chia cho 4, k chia cho 3 nên k chia hết cho 12. Vậy gì k là số dư, k lớn bằng 12. Thì thực ra các bạn này nó yêu cầu mình chứng minh lớn 12 để nó có mềm mềm một tí thôi. Thực ra nó cũng là bài toán chia hết. Ở đây nó có một cái ý khá là hay là một số a bằng b nhân quy và khi chia cho r thì nếu mà quy với lại r là nguyên tố cùng nhau thì ta suy ra được b nó phải chia cho r, b
Messi chia hết chia R và từ đó sẽ ra được là A và chia cho V. Chú ý nhỏ đi là áp dụng ha. Còn ngoài ra những cái xác suất chính phủ khi chia cho 3 thì nó là những bạn khá là làm rồi. Rồi đây là một số nữa, một bài nữa cho em rèn luyện thêm về phương pháp đồng dư. Rồi ta kết thúc cái bài hôm nay, còn cái bài còn lại ta sẽ giải sau. Xin chào và hẹn gặp lại.